Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Tiếng còi đã cất lên. Phối hợp rất nhịp nhàng. Pha để mất bóng rất vô duyên. Một cái. Đội chủ nhà rất mong đợi những tình huống cố định như thế này. Pha đá phạt góc ở tầm thấp. Ronaldo không được, rất tiếc. Pha đá phạt góc ở tầm thấp. Những không gian chật hẹp đòi hỏi các cầu thủ phải có khả năng xử lý tốt. Casemiro, Mendy, Douglas Costa, đường truyền trở lại cho đồng đội. Bonucci, Chiellini, Danilo, Dybala, Pjanic. Có rất ít khoảng trống cho cầu thủ cả hai bên. Douglas Costa pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Không vào. Đã có những khoảng trống, đã có những miếng đánh phối hợp rất tốt. Sergio Ramos. Hazard. Pha bắt bài tốt của thủ môn. De Silio. Chiellini. Pjanic. Dybala. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Gareth Bale. Douglas Costa vẫn còn. Pjanic. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Quá dễ để có thể bắt bài. Dybala. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Toni Kroos vẫn còn. Không thành công. Danilo. Vẫn là những pha ra qua biên. Cú đá rất mạnh. Dứt điểm.
Daniel Carvajal. Garibu. Rafael Varane. De Silio. Hai đội đều chơi với một thái độ cẩn trọng, có thể nói là cần thiết ở những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu thì sự cẩn trọng, tập trung luôn cần phải có kèm theo những tình huống đột biến, những pha bóng có thể nói là táo bạo. Không được. Rafael Varane. Garibu. Danilo. Họ đoạt bóng rất hay. Khoảng trống. Pha băng ra kịp thời. Danilo. Dybala. Pjanic. Alessandro. Lucas. Tình huống cản phá vất vả. Xử lý rất tự tin. Eden Hazard. Rất nguy hiểm. Một pha tấn công thẳng vào trung lộ. Danilo. Không thành công. Một cái. Pha băng ra hợp lý của thủ môn. Danilo. Dybala. Pjanic. Không thành công. Karim Benzema. Chúng ta đang có một thế trận tương đối cởi mở của cả đôi bên. Cả hai liên tục có những tình huống tấn công, ăn miếng trả miếng. Pha vào bóng rất nguy hiểm. Một thẻ đỏ. Một tình huống cần phải rất tập trung. Mục tiêu của hàng phòng ngự là phá bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sự... Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ trong ít phút trước chúng ta cùng quay trở lại những diễn biến ở trong hiệp 2 ở cặp đấu này. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp 2. Hiệp 1 trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Rất hay. Đối mặt với cầu môn. Cơ hội dành cho Eden Hazard. Đó là một đường chuyền. Garibu. Quá bổng. Một pha bóng thực sự nguy hiểm. Alessandro. De Silio. Dybala. Ronaldo. Những tình huống nguy hiểm có thể nói là khá lợi hại. Đã có những khoảng trống,
đã có những miếng đánh phối hợp rất tốt. Mendy, Hazard, đường truyền hơi lộ và đã bị bắt bài. Đường truyền không chuẩn xác. Pha phối hợp rất hay. Goal! Dứt điểm rất khó chịu. Sẽ là một quả phát bóng lên cho các cầu thủ. Và trả bóng về. Chiellini. Dybala. Pha phản công. Xử lý rất tự tin. Số là 1-0. Một bàn thắng sẽ quá dễ để có thể bắt bài. Đi bóng tốc độ. Không được. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Casemiro. Garibu. Pha bóng rất nguy hiểm. Pha xử lý rất tốt. Rất tốt. Pha bàn thả rất đúng lúc. Không thành công. Làm gì nào? Cơ hội dành cho Eden Hazard. Casemiro. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Lucas, Toni Kroos. Goal! Nhịp dứt điểm có lẽ là hơi chậm chút ít. Nếu như dứt điểm ở nhịp sớm hơn và đá về phía góc xa, không hiểu là điều gì xảy ra. Tốc độ chơi của cả hai bên trong những phút vừa qua của hiệp 2 là nhanh hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu thứ nhất. Không được. Sergio Ramos. Hazard. Một pha lên bóng như vũ bão. Dybala. Đường truyền không chuẩn xác. Cánh trái tấn công rất hiệu quả. Ronaldo. Hazard. Như vậy đã có tình huống về vị. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Pjanic. Dybala. Một pha treo bóng vào trong. Vẫn còn. Toni Kroos. Để mất bóng rất nguy hiểm. Ronaldo. Mục tiêu của hàng phòng ngự là phá bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép và cũng là cách tốt nhất để tránh việc thể lực bị bào mòn sẽ dẫn tới những pha xử lý sai lầm. Cơ hội phản công, tình huống 4-4. Một pha phạm lỗi. Cắt ngang. Dybala. Đã trở lại thế cân bằng. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Với tốc độ xử lý được. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Như vậy là
cơ hội lại đang được mở toang ra cho cả hai bên. Những không gian chật hẹp đòi hỏi các cầu thủ phải có khả năng xử lý tốt. Rất tốt, và cản phá rất đúng lúc. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. Một trận đấu rất hay, cuốn hút, cả hai bên đều đã chứng tỏ khả năng của mình. Trận đấu ngày hôm nay khép lại với tỷ số hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi phần bình luận trận đấu của chúng tôi và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi phần bình luận trận đấu của chúng tôi và hẹn gặp